Anh từng có một cái người khách hàng, và cái cậu bé này có một cái hội chứng mà mọi người hay gọi là tự kỷ. Và thời điểm đó thì bạn học rất là kém ở trong trường, mà mỗi khi mà vô lớp bạn ngồi như thế này, này. Cô thầy tới nhà kèm, gia đình khá lắm, và thường xuyên mời người tới dạy kèm riêng cho bạn. Bạn ngồi như này nè. Mọi người hiểu không ạ? Thế thì bây giờ mình tạo thiện cảm như thế nào? Thanh đã dùng những cái kỹ thuật này để lấy lòng, để tương tác, để giao tiếp với các bạn khi Thanh không thể nói một câu nào với các bạn, và các bạn yêu thích Thanh và rồi chịu lắng nghe Thanh và bắt đầu tiếp nhận coaching. Thì lúc đó Thanh đã làm y chang những gì bạn ấy làm. Thanh cũng ngồi y chang như vậy. Và các anh chị biết không, nhìn cái kỹ thuật này ngó có bộ đơn giản như vậy thôi, nhưng khi các anh chị bắt đầu đồng hành với họ, làm cùng một hành động với họ, thì cái năng lượng của cơ thể mình nó cũng ở trong trạng thái cùng tầng như vậy. Và lúc đó tự nhiên mình sẽ hiểu được cái cảm giác của cái người đó đang như thế nào. Càng về sau các anh chị học nhiều kiến thức hơn, các anh chị sẽ hiểu được điều này. Và lúc đó Thanh bắt đầu cảm nhận được cái cảm giác của cậu bé. Và lúc đó cậu ấy bắt đầu, sau khoảng tầm chừng 15 phút Thanh ngồi như vậy, cậu bắt đầu nhìn qua Thanh. Thanh cười, cậu cũng cười với Thanh. Và cậu ấy đưa cho Thanh tờ giấy. Bạn nhỏ đó nó rất là thích vẽ. Và vẽ gì biết không? Vẽ Doraemon. Coi cái gì là vẽ y chang như vậy luôn. Mà khi cậu ấy vẽ là cậu ấy vẽ liên tục, cậu ấy không ngừng. Và lúc đó cậu ấy đưa cái bức tranh mà cậu ấy đã vẽ cho Thanh xem. Cười. Ý cậu ấy là thích không? Em vẽ cho chị một cái. Cái xong Thanh mới nói đẹp quá, bày cho chị vẽ đi. Thế là hai đứa ngồi vẽ Doraemon. Sau tầm nửa tiếng, Thanh ngồi thẳng dậy và cậu ấy bắt đầu ngồi thẳng dậy với Thanh. Sau tầm khoảng một tiếng, Thanh đứng dậy, Thanh đi lên, Thanh vẽ ngay cái bảng. Cậu ấy đứng dậy, chạy lại vẽ với Thanh trên bảng. Và lúc đó là Thanh dạy tiếng Anh cho các bạn. Thanh dùng kỹ thuật để vừa điều chỉnh cho bạn vừa dạy tiếng Anh. Và Thanh rất là tự hào là cậu bé bây giờ nói tiếng Anh rất là sỏi. Và Thanh còn điều chỉnh luôn cả cái vấn đề giao tiếp của cậu nữa. Ba mẹ gọi con, đúng không? Là con đúng không? Nhưng mà trong gia đình này á, tại vì cậu á, một cái biểu hiện của các bạn ở cái mắc cái hội chứng này là không có thứ bậc, không có xác định được thời gian hoặc không có xác định được hướng. Thì cái bạn này là không xác định được hướng, không xác định được thứ bậc. Thời gian thì bạn rất là chuẩn xác, bạn đúng giờ lắm. Ai mà tới trễ của bạn là bạn bực mình đó. Bạn không có phân biệt được thứ bậc. Bạn nói là ba mẹ của bạn tên gì là bạn gọi tên đó. Thế là sau cái buổi đầu tiên Thanh đồng hành với bạn, Thanh nói chuyện với bạn, đúng không ạ? Và bắt đầu dẫn dắt được bạn đứng dậy, dẫn dắt được bạn làm những hoạt động, và dẫn dắt được bạn vẽ khi đứng, dẫn dắt được bạn nói nguyên một câu. Và từ đó là bạn nghe lời mỗi mình Thanh. Bạn không có dùng chủ ngữ, vị ngữ trong câu. Thì lúc đó trong quá trình Thanh đồng hành, từng chút một Thanh làm theo những gì bạn nói. Lúc đầu là Thanh sẽ nói là Dương vẽ cho Thanh cái này đi. Nhưng sau một khoảng thời gian Thanh nói là em giúp chị vẽ cái này đi. Và bây giờ là cậu ấy là một cậu bé như bao bạn nhỏ khác.